Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, mỗi con giáp đều mang trong mình một số mệnh khác nhau. Có người giàu sang phú quý vào thời điểm này, nhưng lại bần hàn xui xẻo vào thời điểm khác. Vậy mới nói yếu tố may mắn là vô cùng quan trọng. Và theo tử vi học may mắn thì vốn dĩ đã được cấu thành từ những cơ hội. Quan trọng là những người con gái cần phải biết nắm bắt cơ hội vàng để có thể tận dụng phát huy nó một cách triệt để nhất. Năm Canh Tý 2020 được dự đoán sẽ là một năm bứt phá của năm con giáp may mắn đại cát đại lợi, vạn sự thành công, tiền tệ bội thu, giàu có hơn người. Xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem video dưới đây của chúng tôi để tìm hiểu xem mình có thuộc con giáp này hay không nhé. 1. Tuổi Tý. Trời sinh những người tuổi Tý thông minh, tài giỏi, luôn biết tìm kiếm cơ hội để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Trong số những con giáp, tuổi Tý là người biết nhìn xa trông rộng, sẽ không để mình rơi vào giai đoạn bế tắc tận cùng. Trong cuộc sống này thì họ luôn là người tiên phong mọi thứ, tự chủ động tìm kiếm lối đi cho bản thân và người khác. Nhờ vậy mà đa phần tuổi Tý đều thành công, danh toại vào giai đoạn tiền vận. Tử vi học có nói trong năm Canh Tý này, cuộc sống của tuổi Tý có nhiều biến động bất ngờ vì là năm tuổi nên vẫn có những gặt hái được nhiều thành công đáng nể. Tuy rằng sẽ không gặp ít khó khăn trắc trở, nhưng hãy cố gắng giữ vững tinh thần kiên cường mạnh mẽ thì sóng gió cũng sẽ vượt qua. Đặc biệt từ đầu năm nay, tuổi Tý chuẩn bị tinh thần đón nhận hỷ sự. Đây sẽ là thời điểm giúp cho tuổi Tý thoải mái và bắt đầu cuộc chiến để tìm được vinh hoa phú quý. Theo dự đoán của tuổi Tý trong năm 2020, có địa chi là Thủy. Bước vào năm Canh Tý là năm tuổi nên xét theo mệnh lý, Tý Thủy gặp Tý Thủy là Bạc Ngâm, trực thái tuế tức là phạm thái tuế trong năm tuổi. Sự nghiệp trong năm tuổi thì sẽ có cơ hội thăng tiến tốt, nhưng mức tăng lương lại không làm cho con giáp này hài lòng. Áp lực công việc trong năm Thủy vượng đối với con giáp này rất lớn, đặc biệt là người tuổi Tý sinh vào tháng 7, 8, 10, 11 âm lịch. Người tuổi Tý sẽ vấp phải không ít trở ngại khó khăn nên cần phải bình tĩnh điều chỉnh lại tâm trạng. Những người muốn chuyển việc thì nên án binh bất động, nếu không rất dễ đưa ra quyết định sai lầm như việc chức vụ hay là lương thưởng ở công ty mới không bằng công ty cũ. Còn nếu rất mong chuyển đổi môi trường làm việc thì nên đợi đến cuối năm hoặc vào thời gian quý 3 thì mới nên suy nghĩ đến việc đó. Về tài vận, trong năm Canh Tý 2020, tài vận của tuổi Tý làm công ăn lương tốt hơn so với những người tự kinh doanh buôn bán do áp lực về tài chính rất lớn. Đặc biệt, con giáp này không nên bỏ tiền ra đầu tư những dự án vượt quá khả năng tài chính của mình. Người tuổi Tý sinh vào tháng 1, 2, 4, 5 âm lịch có tài vận tương đối thuận lợi. Nếu sinh vào tháng 7, 8, 10 và 11 âm lịch thì gặp nhiều áp lực trong tài chính và công việc. Tuổi Tý mà sinh vào tháng 3, 6, 9, 12 âm lịch rất thoải mái trong tinh thần nhưng vẫn nên cẩn thận họa thị phi đến từ lời nói. Về tình cảm, năm 2020, chuyện tình cảm của nữ tuổi Tý độc thân tương đối ổn định. Tuy có cơ hội kết giao được với bạn khác giới nhưng khó lòng có được chuyện tình đẹp. Còn những người nam tuổi Tý độc thân thì do quá chuyên tâm vào công việc mà khó lòng gặp được ý trung nhân. Những gia chủ tuổi Tý năm nay vướng phải thái tuế nên dù có những dự định công việc có rõ ràng thì con đường bước tới thành công của bản mệnh cần phải biết nắm bắt cơ hội hơn, biết xử lý bình tĩnh các tình huống khi gặp vấn đề. Đồng thời, những gia chủ tuổi Tý cần mang bên mình kim bài thái tuế hộ thân, hóa giải những thị phi xui xẻo và vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo để những tháng cuối năm 2020 bản mệnh luôn gặp may mắn thành công. Minh quang pháp bảo nếu mang bên mình sẽ là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ, là vật phẩm hộ thân tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. 2. Tuổi Ngọ. Trời sinh những người tuổi Ngọ tài giỏi, độc lập, luôn biết sáng tạo và tự mình có khả năng tạo dựng cơ ngơi vững chắc, làm chỗ dựa tinh thần cho gia đình.
Trong số những con giáp thì người tuổi Ngọ mạnh mẽ, kiên cường hơn bất cứ ai. Họ sẵn sàng đối mặt với khó khăn, thử thách để tìm kiếm cơ hội đổi đời, thậm chí là chấp nhận hy sinh để nhận được những thứ xứng đáng hơn. Tử vi học có nói trong năm Canh Tý 2020, cuộc sống của tuổi Ngọ có nhiều thay đổi tích cực. Năm ngoái tuổi Ngọ có thể gặp nhiều khó khăn sóng gió, nhưng năm nay họ sẽ gặp được quý nhân, sẽ được tạo điều kiện để bắt đầu một thử thách mới và xây dựng mọi thứ thăng hoa rực rỡ không ai sánh bằng. Đặc biệt trong năm nay, tuổi Ngọ sẽ gặp được cơ hội ngàn năm có một, không chỉ giúp giàu có viên mãn mà cuộc sống tinh thần cũng hạnh phúc thăng hoa. Bất kể sau này có ra sao, người tuổi Ngọ vẫn đủ bản lĩnh để vượt qua mọi thứ nhờ tiền đề có được từ năm nay. Năm nay, người tuổi Ngọ có nguồn thu nhập ổn định, chính đáng, bao gồm cả lương và các khoản lợi nhuận đầu tư hợp pháp. Dù vậy, tiểu hạn có hung tinh thất sát, sao xấu nên cần phải biết giữ gìn của cải, nếu không có thể sẽ bị lừa đảo, mất tiền. Biến động tài sản có thể xảy ra nếu không cẩn trọng. Trong công việc, nếu không thể hiện được năng lực làm việc ẩu thì có thể gây ra những sai phạm và làm xấu hình ảnh cá nhân. Khi đó, vị trí của bạn trong công ty sẽ không tốt, sếp không đánh giá cao. Bên cạnh đó, các đối thủ cạnh tranh có thể khiến cho bạn đau đầu đối phó. Về tài chính của tuổi Ngọ, trong năm tốt hơn năm ngoái, nhờ vào lương ổn định, lãi suất đầu tư, quà tặng của người thân gia đình. Tuy nhiên thì nên suy nghĩ kỹ việc bỏ hết trứng vào một giỏ mà bạn có thể gặp rắc rối lớn. Bản tính chi tiêu hoang phí cũng khiến cho bạn thiếu tính toán cân đối tài chính, nên thay đổi điều này. Khi ai đó hỏi mượn tiền bạc, đề nghị hợp tác thì nên cảnh giác cao độ, tránh cả tin quá mức. Về sự nghiệp của tuổi Ngọ, năm Canh Tý có nhiều biến động. Người làm ở vị trí lãnh đạo thì dễ mắc sai lầm trong các quyết định mang tính chiến lược. Trong khi đó, thì những người làm công ăn lương có thể sai sót trong công việc, ảnh hưởng đến tiến độ của nhóm. Người làm nghề sáng tạo tâm lý kém ổn định, tác động xấu đến chất lượng và giá trị công việc. Người làm kinh doanh có thể gặp phải khó khăn do khách hàng hay là cấp trên yêu cầu, đòi hỏi nhiều bạn mệt mỏi. Khi căng thẳng đầu óc nên giải phóng áp lực bằng cách nghỉ ngơi, đi du lịch, gặp gỡ người thân gia đình, có thể cho bạn lời khuyên hữu ích, từ đó đảo ngược tình huống bất lợi. Người mới bước chân vào môi trường mới thì không nên nóng vội thể hiện bản thân, hãy khiêm tốn và chịu khó học hỏi, dần dần mới có cơ hội khẳng định mình. Đời sống tình cảm của tuổi Ngọ năm nay không quá lý tưởng, người đang yêu thì rất dễ rơi vào khủng hoảng trong mối quan hệ, thậm chí là những thử thách chưa từng phải đối mặt. Tâm lý căng thẳng trong công việc có thể tác động khiến bạn dễ mặt nặng mày nhẹ với đối tác. Cần phải điều chỉnh cảm xúc, không nên mang việc về nhà làm, nếu không căng thẳng sẽ nổ ra. Khi mâu thuẫn xuất hiện thì mối quan hệ rạn nứt, người thứ ba có thể xuất hiện. Người đang yêu thì cũng nên quyết định tiến tới hôn nhân, cũng không nên có thái độ nghi kỵ, kiểm soát lẫn nhau, cần phải học cách tin tưởng một nửa của mình. Với người đã kết hôn thì năm nay cảm xúc vợ chồng ổn định, êm thấm. Tuy nhiên thì nên cố gắng tạo ra bất ngờ cho bạn đời bằng những điều thú vị, nhờ thế mà tình yêu thêm tươi mới. Tuổi Ngọ độc thân thì năm nay không hào hứng với chuyện yêu đương, có lẽ bạn có quá nhiều mối bận tâm về công việc. Thể lực của tuổi này năm nay không tốt do phải đối phó với nhiều áp lực. Nếu bạn chịu áp lực tâm lý quá lâu, tích tụ dồn nén, có thể gây ra rắc rối. Tốt nhất là chia sẻ cảm xúc với mọi người xung quanh nhiều hơn. Tuổi Ngọ nên hạn chế hút thuốc, uống rượu, ăn uống vô độ. Người có tuổi thì nên tham gia các hoạt động vận động ngoài trời, cho cơ thể khỏe khoắn, tâm trạng cũng vui hơn. Năm nay thì hết sức cẩn thận khi mà ngồi sau tay lái để phòng tai nạn giao thông. Lưu tâm đến sức khỏe, đặc biệt là dạ dày, gan, tránh đồ ăn cay nóng quá mỡ. Năm nay thì tuổi Ngọ cũng vướng phải vận thái tuế nên cuộc sống có nhiều bất lợi. Tuy có nhiều cơ hội rộng mở nhưng đường công danh sự nghiệp tiền tài còn nhiều lận đận, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống. Dù bạn có cố gắng nhiều nhưng kết quả nhận được chẳng bao nhiêu. Để hóa giải hạn thái tuế của năm cũng như là mang theo bên mình vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh, để kỵ tà hóa sát, chiêu phúc nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. 3. Tuổi Dậu.
Trời sinh tuổi Dậu là những người có chí cầu tiến, luôn phấn đấu không ngừng để tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. So với những con giáp khác, tuổi Dậu là người luôn khao khát làm giàu, tự mình vươn lên trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đa số những người tuổi Dậu thì đều gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận, tuy nhiên đôi lúc vận may không mỉm cười nên họ phải đối mặt với khó khăn trắc trở. Tử vi học có nói, trong năm Canh Tý 2020 này, cuộc sống của tuổi Dậu có nhiều chuyển biến, đặc biệt là sự nghiệp và tài vận, cả hai đều được cải thiện đáng kể. Từ năm 2020 này thì tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều cơ hội thay đổi cuộc sống. Bên cạnh đó thì họ còn được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, một khi thăng hoa rực rỡ sẽ làm tiền đề để ngày một tiến xa hơn. Nếu biết nắm bắt cơ hội trong năm nay thì vài năm sau nữa tuổi Dậu không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền. Những gia chủ tuổi Dậu thì gặp không ít những khó khăn vất vả cũng như là vận đen đột nhiên ập tới vào năm nay. Để may mắn thành công, các gia chủ nên mang bên mình vòng tam hợp gỗ huyết long Tỵ Dậu Sửu. Vòng tam hợp quý nhân gỗ huyết long sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. 4. Tuổi Tỵ. Những người tuổi Tỵ vốn thông minh, lanh lợi, luôn biết tận dụng mọi cơ hội xung quanh để có thể xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. So với những con giáp khác thì tuổi Tỵ thường gặt hái được nhiều thành công hơn, họ biết tận dụng mối quan hệ tốt và biết nắm bắt thời cơ để phát triển sự nghiệp. Trong thời gian qua, tuổi Tỵ đã gặp không ít khó khăn trắc trở, nhưng trong nửa cuối năm 2020 này, họ sẽ có vận may lội ngược dòng, sự nghiệp tài vận đều có những chuyển biến tích cực. Đặc biệt vào cuối năm 2020, tuổi Tỵ sẽ gặp được quý nhân, sẽ được đưa đường dẫn lối, tạo điều kiện để xây dựng. Tuổi Tỵ là biểu tượng cho con rắn và là con giáp đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng của 12 con giáp. Người tuổi Tỵ là người thông minh, sắc sảo, họ luôn ngẫm nghĩ trong giao tiếp, khá là giống với người tuổi Thìn ở việc nay có duyên với thành công và may mắn về tài chính. Tử vi năm 2020 dự đoán rằng mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn cho bạn trong năm nay so với những năm trước. Sự nghiệp của bạn sẽ suôn sẻ nhưng cần phải chú ý đến khía cạnh tài chính và đầu tư, nên thận trọng với những tài sản không chắc chắn. Từ khía cạnh của tình yêu và mối quan hệ tình cảm, tín hiệu tốt cho sự nghiệp và tài lộc sẽ tạo điều kiện cho cuộc sống tình cảm của bạn sẽ tìm được một đối tác phù hợp để dành cả cuộc đời cùng nhau. Và sức khỏe sẽ là điều mà bạn nên theo dõi chặt chẽ và đừng hủy hoại nó vì lý do công việc. Điều may mắn của năm nay đó là bạn có thể gặp được người tốt giúp đỡ bạn qua cơn hoạn nạn. Chớ nên cảm ơn họ bằng tấm chân tình. Bạn cũng đừng quên giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Đó cũng là một cách tích lộc tích đức cho bản thân. Tuổi Tỵ năm nay chú trọng nhiều đến yếu tố tinh thần, bạn dành nhiều thời gian hơn cho việc đi đây đó trải nghiệm khám phá cuộc sống, dễ sa vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, bị ảnh hưởng đến cuộc sống và tiền bạc tiêu tốn. Năm nay không phải là năm nở rộ tiền tài sự nghiệp nhưng lại là năm tốt cho đời sống tình cảm của tuổi Tỵ. Người độc thân thì sẽ có được cơ hội gặp gỡ người khác phái, nên nắm bắt cơ hội của chính mình, nhưng tuyệt đối không được bắt cả hai tay. Tuổi Tỵ năm nay cần kích hoạt con đường tiền tài, công danh, sự nghiệp bằng cách mang bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Sẽ giúp cho bạn hóa giải được những thị phi xui xẻo đón công danh tài lộc. 5. Tuổi Hợi. Sau một năm 2019 đầy khó khăn thì cuối cùng may mắn cũng đã chuyển sang những điều tốt đẹp hơn trong năm Canh Tý 2020, đặc biệt là vào nửa cuối năm. Vẫn còn một số trở ngại và va chạm trên đường đi, vì vậy mà bạn cần phải kiên nhẫn, bình tĩnh và vận may của bạn sẽ ngày càng tốt hơn vào mùa thu. Do thực tế là có một ngôi sao không may mắn được mang đến cho bạn, có thể thấy mình mất tập trung và nóng nảy hoặc thậm chí là mất một số tiền nhỏ trong khoản đầu tư. Người tuổi Hợi sẽ may mắn vào năm 2020 được ban phúc bởi ngôi sao tốt lành, sẽ khá là may mắn trong cả sự nghiệp và tài lộc, như thể được ông trời ủng hộ. Tuy nhiên, mối quan hệ tình yêu sẽ không được may mắn như vậy, có thể phụ thuộc vào may mắn để gặp bạn đúng người. Sức khỏe là điều mà bạn cần phải quan tâm nhất vì đây là khía cạnh kém may mắn.
Đừng thờ ơ về sức khỏe, về công việc, mà hãy tập trung vào cả hai để có thể đạt được thành công. Nói tóm lại, xu hướng chung của người tuổi Hợi sẽ rất tốt trong năm 2020. Đừng quên nắm bắt cơ hội, vì như vậy sẽ thành công thường ở một điểm cụ thể. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn sẽ nắm lấy được cơ hội. Tử vi năm 2020 trong năm Canh Tý cho thấy, trong 6 tháng đầu năm thì bạn sẽ phải đối mặt với nhiều trở ngại, do đó cần phải duy trì sự điềm tĩnh của bạn và hy vọng cho những ngày tốt hơn. Sức mạnh của sao không hữu ích trong năm có khả năng trở nên cáu kỉnh, trong quá trình đó thì sẽ có sự mất tập trung và thậm chí là các vấn đề về tài chính. Tránh tất cả các loại xung đột và tranh cãi, cần phải tập trung vào trách nhiệm của bạn. Khá là may mắn trong sự nghiệp, những người sinh ra năm tuổi Hợi thì sẽ ở đỉnh cao của sự nghiệp, vì vậy hãy nắm bắt cơ hội và không bao giờ lãng phí may mắn trong sự nghiệp. Mặt khác thì nên sẵn sàng đối mặt với căng thẳng do công việc của bạn tạo ra và khắc phục những vấn đề do đối thủ của bạn. Có khả năng gặp rắc rối pháp lý trong năm nay, cần phải đối phó với tất cả những khó khăn ở một khung tâm trí tuyệt vời và thành công cuối cùng cũng sẽ thuộc về bạn. Tuy nhiên thì tuổi Hợi còn khá là mông lung về ước mơ và cách thực hiện, nên nhiều khi cảm thấy cách thực hiện còn khá là mơ hồ. Để tinh thần thông tuệ, cuộc sống suôn sẻ thuận lợi, các gia chủ tuổi Hợi nên mang bên mình vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Sử dụng Bát Bảo Tâm Kinh để kỵ tà hóa sát, chiêu phúc nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ, giúp cho gia chủ thành công và thuận lợi hơn trong cuộc sống. Cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi video của chúng tôi. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào hay là cần hỗ trợ về vấn đề tử vi phong thủy, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi để được tư vấn. Hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.